Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa ban hành quy định về vận chuyển người, hàng hóa ra vào địa bàn. Theo quy định này, tất cả xe ô tô đi vào địa bàn tỉnh phải đăng ký và phải được chấp nhận thì mới được vào. Trong quá trình lưu thông, lái xe phải đeo khẩu trang, không được tiếp xúc gần với người địa phương. Xe chở hàng thì không được chở người. Với xe chở hàng vào địa phương, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu nơi nhận hàng phải thực hiện đăng ký cho phương tiện vào địa bàn. Người nhận hàng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát phương tiện. Với phương tiện chở hàng hóa đi ngang qua Thừa Thiên Huế theo quốc lộ 1A hoặc theo đường Hồ Chí Minh, thời gian hoàn thành chỉ được kéo dài trong 3 tiếng và không được phép dừng xe dọc đường. Lái xe và phương tiện từ Thừa Thiên Huế đi qua địa phương có dịch lúc quay về phải thực hiện cách ly 14 ngày tại địa điểm đã được đăng ký trước đó. Xe chở hành khách phải đăng ký để Sở Giao thông Vận tải tỉnh giám sát qua thiết bị giám sát hành trình. Lực lượng công an triển khai đếm số người trên xe khi vào và ra địa bàn. Tránh việc thả khách xuống dọc đường, các lực lượng trên đường tăng cường tuần tra thực hiện giữ phương tiện qua đợt dịch bệnh mới tiến hành xử lý vi phạm.